em nào xin dạy con gì coi. Đó chưa, vừa mới sinh thấy không, mới sinh nói tiếng con mình còn nữa đó, chưa đi bỏ đó. Chạy gần ăn chạy leo cây rồi, không đến đâu ơi. Nằm trên cái nhánh mình bắt này nè, bắt cao này nè. Vậy là nó, vậy là nó gồm lên nó gì vậy? Khổ đáng chưa? Ôi xem nó thập tử nhất sinh rồi các bạn ơi. Xem nữa cái mặt bự bằng màn hình luôn rồi. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em hôm nay sẽ quay cái clip đi bắt chuột cho các bạn xem nha. Không nước hả? Trong này có nè. Đây cái ổ, cái dừa này có ổ nha. Giấy dừa khô rụng. Ừ quá nè. Chặn đầu đến ơi. Chuột các bạn ơi. Nó lặn, ruộng luôn rồi. Lặn. Rồi lội luôn kinh nước vậy chuột cái lặn nó phọc. Không có đâu, có là chạy ra rồi. Nó chuột con đó. Chuột con nó kêu chít chít mà không có chuột mẹ sao? Chuột mẹ chừng em trọng á. Nước mẹ đổ lên. Nước không? Nguyên cổ chuột luôn kìa. Hãy cái đó xuống trong thầy đi. Bơi. Rồi. Đừng cho ra ruộng, đừng cho ra ruộng nghêu. Đổ lại nha. Đừng cho ra ruộng. Rồi đặt từ chỗ ăn lại à. Đi thấy bắn đi. Đâu? Bỏ anh trên nhúng nhích rồi. Con đó là gì là con khác á. Bỏ anh trên nhúng nhích luôn. Má cuộc cần cháy trời. Thọt cái ní, thọt cái văn á, bụi lửa. Ok, kìa. Từ từ từ, đừng thọt nữa, đừng thọt. Đó, 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 qua tuốt kia kìa. Đẩy những máy sao đó. Cũng lẹ lại đi chứ bây giờ. Thấy không? Chạy. Lâu đâu. Nó còn không? Bắn lẹ. Chậm quá. Bắn đại đi, canh bắn đại, bắn lẹ. Nó kêu bắn đại. Nó nằm đó, đúng rồi đó. Đúng rồi vậy đó. Bắn lẹ. Bắn té rồi đó. Rớt rồi, chụp đi. Đúng rồi. Đúng. Rớt mà nó chạy cái gì á. Rớt chạy. Đây nào, trước kìa. Ở trước này nè, qua đây nè anh ơi. Qua luôn rồi anh ơi. Đừng cho ra ruộng nghêu. Đừng cho ra ruộng. Trúng đạn rồi. Còn có trúng đạn rồi. Đặt trở lại đây luôn. Con đó đỉnh bắn cái đầu cũng trúng luôn rồi đó. Không thấy gì nữa. Thấy hơi nó nấp vô đó à. Mẹ rồi, con mẹ. Cái ống bọng này nè. Nghe lột gỗ gàng. Con này nè. Cái mục á. Cái hộp gọt á. Từ từ nha, anh em bắn từ từ nha. Đừng bắn ẩu nha. Đừng bắn ẩu à. Đại đi cho nó ra luôn đi chứ. Đạp luôn, đạp cho gãy luôn. Đạp nhẹ nhẹ cho nó ra từ từ. Từ từ cho nó tóc ra mới được. Ê, nhúc nhích ở dưới cái gì đó nha. Không có cái cây nhúc nhích. Cây. Cậu đi. Dưới đặt mà đặt đâu đặt bọng nó lỗ gì bọng luôn thì đói như chó sói vậy, nó lặn ra nãy giờ nằm trong đó để đi ra chứ nó đâu đợi tới thọt. Lặn rồi chưa trên đó, nó đi lên chỗ mép chỗ ngần á. Ấy kìa trong đó kìa, trong góc á, trong góc á, dưới góc á, nhìn cái kỹ ra từ từ thôi, dưới góc bên anh Hoàng á. Đó mới vậy đó kìa. Nít đó, nít đi, hai con nít đi, qua đây nè nít. Khép vô mà ăn. Lội bánh người đi, nên lội bánh đi. Lội vòng qua nhanh đi. Lội vòng qua đây, bắn người đây đi. Từ từ, không gấp. Mấy con? 2-1. Làm gì chạy? Bắn.
chạy lên đó anh Hoàng, có chừng chụp nghe. Lên cây rồi, lên cây rồi, lên đặt đó bắn. Từ từ nó đứng, nó đứng, nó đứng anh he, ra chút ra đây, đó đó đứng rồi đó, bắn đi, bắn nữa đó, cái lưng nó đó đó. Té, té rồi, té rồi, té con nó chết rồi đó. Con nó chết rồi đó. Bỏ nó đi, bỏ đi. Ê, nó chạy, bỏ nó chạy. Đây còn sống đó. Còn con nữa. Bóp đầu nó cái đi. Còn con nữa. Còn con nữa. Ê, tới kia kìa. Tới trước rồi. Tới trước cái đó kìa. Lại lên đứng trước cái ruộng nha. Ra ruộng luôn rồi. Chết với Hoàng rồi. Nó lẹ ghê, họ không chạy chỗ đó. Tại dính con mất con rồi các bạn ơi, một con chạy ra ruộng rồi. Ra ruộng vô phương rồi. Bỏ đi. Lúa này. Nào lao rồi chứ. Rồi, hết chỗ các bạn ơi. Đây bây giờ mấy anh em sẽ hội ngộ cùng Lý Tịnh rồi sẽ đi tới cái cục tiếp theo các bạn ơi. Các bạn xem tiếp video nha. Đụng mà cái này sao bố. Dở lên. Lấy sâu heo đổ nước không? Lấy. Dễ mang lại, mang lại, mang lại. Dở lên, chui á, ừ. Rồi, nhào cái đầu qua trước, tới cái giò sau. Ừ. Đủ. Thổi sao vô dịch xem vậy ta? Ồ. Chạy. Mấy hàng trên này đổ nước im nè. Đang chút nữa hả? Đây nè. Đây im nè. Không có đâu. Không. Hàng này tí dán nhện. Có đâu. Gom gom sát sát vô đặng chụp nó đứng sổng sổng là không chụp dính đâu. Xích đây nè anh em. Rút nước chạy đâu rút nước bít gì coi tiếp tục thử tá tá vô mình ông thầy luôn độ đặc lắm đó. Ừ, ngồi đó đó đến, đến. Cao quá vậy. Chảy đường nào vậy? Không thấy chảy gì trơn. Đùng hơi hơi đùng gần tới mé nó để đó à. Ủa nó đồng đồng nó hụt lên cái rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Có sau lưng, có sau lưng, có sau lưng. Tới tới cho anh con đỉnh kìa cho nó mềm kìa. Vải theo 3 kg. Chưa ăn, chưa ăn cơm. Trời ơi, cục nướng, mua cho mua hết. Nãy đừng la cho bò ra luôn. À, dữ. Thôi. Đây giờ mấy anh em đi tiếp các bạn ơi, đây rễ rồi không rồi, chuột nó lì quá nó không ra. Rễ này luôn anh em đi tiếp. Đi thôi. À, rút này luôn. Thế rồi đó. Này bảo cấp mấy không biết. Ra lẹ đi bơi, ngợp chết như vậy à. Bờ căng quá. Bờ căng. Nó đi. Cái bờ một không à. Vậy bắt. Bên đó giờ bóng như hổm không? Đặt trước không hay là âm tầm nữa rồi? Bịt mũi đó thua, mù phải đem dao, đem đồ ruộng. Dễ ơi, dữ vậy? Mà hành ra 2 kg. Ôi, sao lưng có mày hại mấy con kia luôn chừng.
bờ cao. Bờ này mà không rút gì. Nó bờ dọn trống mới gắn đi mất tiêu dần. Giờ gắn bình xi. Bình xi mà đó. Đổ 8 thùng nữa lên này. Anh em nào xin dạy con gì coi. Đó. Thấy chưa? Vừa mới sinh. Thấy dữ trời nha. Thấy không? Mới sinh nói với tiếng con. Còn nữa đó. Đó còn ngoài á. Vậy đi bỏ đó. À, chạy ra chạy bá luôn trời. Lý Tịnh chụp hay hơn con chó luôn trời. Con này hay. Nói hồi nó nghỉ chụp. Móc cái mỏ lên ăn. Gà cái nó coi. Gà cái con. Trời có con. Đây, cuối cùng Lý Tịnh cũng ghi bàn. 1-0 khó gỡ. Con chuột thứ hai nha các bạn ơi, chuột bự không? Để tiếp tục nha các bạn ơi. Hy vọng hôm nay sẽ có nhiều chuyến lợi phẩm cho các bạn xem. Quá trời luôn hả? Đấy, cái cây nó lễ kìa. Quá trời, cái này mới có ngon nè. Tôi bươi chừng ra luôn. Cái này bảo đảm nhóc luôn nè. Cái hang này là có chuột con luôn nè. Ơi cái ngách đó trên đó đó thấy không? Đây. Lấy cái túi lưới chặn chặn chụp lại. Cái ngách trên đó đó nó ra ngay chân đường đó luôn đó Lý Tịnh. Rồi để đường đó đi cho chụp đi. Vậy xám cái lỗ trên này lại đi. Không lỗ trên đâu có ha. Cùng. Kỹ cho ông. Luôn. Chuẩn bị ốp tay sẵn luôn. Nè mấy anh em đang chuẩn bị sẵn sàng tư thế hết trơn nha các bạn ơi. Bóp lụm nha. Bịt đồng luôn hả? Cùng cái gì? Cái chừng hang này nè, đỉnh này. Không có. Cái gì? Đánh cá sao? Tài không các bạn? Đừng sẵn vậy. Đừng sẵn cái đó. Cái chuối này họ làm chuối ghép. Có bịt đồng rồi. Cái chuối này là hồi làm chuối ghém được nè. Qua đây một hang nữa nè. Qua đâu? Hai. Đây nhìn kỹ kỹ đi nghe, để nó chạy ổn lắm nha. Mé ruộng sát mé luôn. Nè nè nè. Coi coi cái chỗ này ai có cái hang không? Dưới đây nè. Cái kỹ cái ngách nó nhiều lúc thấy chút xíu nè nè. Đó đó. Chạy thông đó mà. Thì thông đó ngách nó chạy ra đó. Bên đó đó mất hang. Tại mất hang. Trùng này giống trùng của họ mấy nè. Kỳ ra đây đúng rồi có hang hay là nó bạ trời. Có bít đồng mà. Có bít đồng. Đùng đùng lúc nó bạ mùa này nó làm ít. Rồi bỏ con đi anh em ơi. Chuột, chuột ngoài luôn. Để tới á, đây xuống rồi nha. Bỏ cái cây giá đó ra. Bỏ cây len nó ra đi. Bỏ cây len nó ra đi, không cầm cây len nó chạy chạy. Dính luôn rồi. Nó chậm cây len nó chạy ghê vậy, bự không? Bự hả? Không cầm cây len. Rồi trời sao em thấy chuột nhỏ ta? Rồi có trứng bằng của ông hoàng trời. Không trời. Mất biết chuột luôn nè anh ơi. Cái hang chỗ gốc chuối hết, có biết cái hang này nè. Cái hang này có này đó Tịnh ơi. Đồng quá trời đồng luôn rồi. Ôi ôi, cái này tưới nước cho luôn cũng được rồi, không cần đào đâu. Dưới lá dưới thôi, ừ, mấy lá dưới. Ồ. Ghê trời. Chú để bên này bưng chú. Ôi chú ghém luôn. Mấy chuột này nó cũng khôn nghe, nó làm nhân mấy gốc chuối này nó quất mấy cổ hủ á. Thối rồi đó, thối cổ hủ rồi đó. Cái này lấy về. Bữa nay mấy em hết hạn hết nghe các bạn. Ấy ấy ấy, cho tôi không nghe. Để mép này luôn nè. Tấn chuột lại. Anh em. Có rồi đó, đào đi, đào đi. Đào mùi vậy? Đào đi, đào đi. Ông đây nè, chắc hơi khỏe, gặp ông bệnh nè. Pha lúa đỏ chứ nè. Ông bệnh rồi anh, chắc không biết sao. Nhỏ xíu mà. Nhỏ, sau lưng đóng nè. Đem thùng bỏ đây nè. Hai thằng đi bắn miền bẹp đã đời, bỏ qua anh cặp ở đằng Châu đó. Tệ rồi. Ủa đâu vậy trời? Đắp. Ôi, đâu cái hang dưới này nè. Ủa chạy ngay đâu vậy? Đâu dưới này nè, chạy ra nè. Ông nội ăn lo, bấm điện thoại hoài à. Lao đi chứ. Ở đâu trong này nè, coi kỹ ơi. Chóc luôn, vừa mới chạy ra la. Đâu đây nè, nãy đâu đây chạy lên nè ha. Ở đây gì vậy ta?
Thấy không? Con tót nè. Nở bạ đây. Nở bạ. Sao rồi? Trời ơi. Đủ quá. Chú con. Chú ít. Chú đó cũng nhỏ à. Rồi chuẩn bị. Nó nhỏ nó không biết bơi. Gà giờ nè, đổ lên cái đó gà đó. Đó, cái gà đó kiến cắn đó. Mấy cây sòm ở trên sòm xuống. Đơn 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 đơn. Ừ, trên kia gần quá vậy, đứt đầu lên đó. Rồi nãy giờ gì mà suy nghĩ, nãy giờ thầy bắt đầu nhẹ đó không thầy ơi. Rồi, chạy chà bá luôn. Chụp bơi ra rồi hả? Ừ. Rồi thôi. Rồi dỗ xuống lửa muốn chết. Đây, giờ mình em sẽ đi qua cục kia tiếp tục các bạn. Bầu trời giờ này đang nắng rồi, chuyển mưa hết trơn. Mù quá. Đây có một cái clip hay thì không phải là chuyện đơn giản đâu nha các bạn. Anh em phải trèo ra chống gậy. Đi theo Lý Tịnh. Mình em sẽ đi qua đây để săn tiếp các bạn. Đây, mẹ này. Ông đi trước đi, có gãy ông lụm trước. Ông thầy chặt té luôn rồi. Ủa gì? Ủa chủ. Này là lính thủy quân lục chiến nha các bạn. Đây mấy anh em sẽ lội ra cái cục ngoài kia. Lúc trước mấy anh em cũng đi gồm cái cục này rất là nhiều chuột nha các bạn. Giờ mò được đi, không biết đường đi. Mấy ông nội nặng ký đi chứ, đi cái lỗ lúng còn hơn là... Lúc trước ở đây chuột đeo cây ghê luôn, đi qua hàng chuối bản mới có hang tỉnh ơi. Chuột á, đây chuột là có là bồi không á. Mấy anh em sẽ nguồn cục này nha các bạn. Ủa chuột á, cái ổ gì? Bắn bẫy ăn nổi. Anh ơi, có mình anh lên yên bắn. Hay là bên bẹp. Lẽ vô, lẽ vô ăn. Té vậy, chúng có bắp vậy. Ây da. Chạy như cái máy sao bắn. Cố gắng bắn cho lẹ. Lúc trước mấy em bao lưới đây nè. Bao lưới đây bơm quá trời chuột luôn. Ê, được được được. Nấp xuống ngang, nấp xuống ngang. Ô ông. Có ông chuột, chuột bự chà bá luôn kìa. Trời ơi trời. Đâu rồi, Linh đi đâu rồi? Đây nè. Còn, còn, còn. Quá trời luôn kìa ông Linh ơi. Trời ơi, ở đâu rồi trời ơi. Kìa. Đó. Đâu rồi, đó, cho lên lên bắn kìa. Trúng rồi đó, té rồi đó. Chết lại, chết lại. Ủa, chưa, chưa, chưa. Từ từ, từ từ. Lên cây đó, bắn. Kệ, kệ, bà cho bắn luôn. Đừng lội nữa, Lý Tịnh. Bắn. Trời ơi, trời. Bắn lẹ tay lên, nó chạy không rồi mình cơ hội mình nẻ đại về viên đại. Còn trong lùm đó đó. Không thấy. Kìa. Cái lụm cháy giác kìa. Đó, trúng rồi đó, trúng rồi đó. Ai bắn trúng cái đầu rồi đó. Chúng cái nữa không nên lẹ lên nên chạy ra nè. Trúng rồi, té rồi, trúng giấy rồi. Lụm rồi đó. Thấy quá. Mấy anh em về tao bắn lại nha. Hao đạn quá. Có viên một á. Có viên một á. Rồi. Rồi. Vậy. Lộ qua lụm nữa. Trời hết biết bự luôn trời. Nữa. Đi từ từ ra coi chừng nằm cây không. Đồ cát cối luôn. Khủng không? Nãy đây có hang nè. Đây
hàng nhóc luôn nè. Hàng nhiều lắm, chỗ đây lúc trước mà hàng cũ của nó nè. Nãy nó chạy tới trước mặt Lý Tịnh thôi, nó chạy mà không. Đi kỹ trên cây á, luôn kinh nhẹ trên cây á. Ồ Lý Tịnh nãy đem ná theo nó hả ta? Hàng dễ kêu nằm xuống, tưởng đâu là ngay ổ mà mùi vẽ gì chứ. Kêu nằm xuống hết hồn. Nghe cái bóc không sao, nghe cái cốp không mấy chúng. Chúng sọ. Hợp xuống, hợp xuống. Cái dạ. Từ nghe anh em bên này không nghe. Đợi vòng lại đi thôi. Đợi vòng trước luôn. Anh em đây đâu? Có gì nghe, có gì bắn la lên. Ông nên đó kỹ kỹ nghe ông nên ơi. Anh đây ở đây ngay vị trí luôn á. Ơi, nó cuộc tao bắn anh hả? Đây, 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 đây. Ở trên đầu anh đó. Anh xuống, anh xuống, anh xuống. Lắm chưa, khoan nghe, tôi qua nghe. Ê, 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 chưa, tôi bỏ qua bên kia. Ê, bỏ qua đây, ông thầy ơi. Quá cho bự ơi. Bỏ thùng xuống, bỏ điện thoại xuống ông thầy. Thuộc bự lắm. Đâu rồi? Em dặn vô bộ chuối đó rồi. Thụ má, không có ai đi bên đây hết trơn. Lộ qua tới đây rồi sao? Phải đi bên đây người bắn chết được rồi. Nó tên bỏ máy rồi đó. Chạy giờ, qua. Để lặn cái gì đó. Anh em nào qua đây người đi. Ở đây. Sao rồi? Ông thầy này không lo, ông thấy chỗ ông cầm cái tay lưới, ông cầm cái điện thoại, ông cầm cái thùng ông đứng ông la hoài. Chạy qua ào ào với nó cầm nó la hoài. Chán thiệt. Nó tính bỏ cái máy vô cặp quất luôn rồi. Không kịp. Ê, chuột ra đó. Chạy bảnh rồi, Lý Tịnh ơi. Đâu, Lý Tịnh, Lý Tịnh. Chết với Lý Tịnh. Cây có chuối đó không em? Kỳ ra, không có con nào gái gì vậy. Ừ. Hai này thông. Bên đó có nước ra, nó ra nước bên đây nè anh Ninh. Ê, chạy ra qua bển rồi đó, chạy thẳng lên 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 ơi. Mới khơi một lát. Kìa, chạy lên lên nè, cái chuối kìa. Kìa, này nè. Đây nè, nãy đây nè. Chặn đầu lại đứng chỗ ra đầu kia. Má chục bự hồi nãy ông Hoàng bắn cái một chắc xuống dưới chắc lên không nổi quá. Got it. Đó, chạy ruộng rồi. Chuột bự hồi nãy trời. Chạy ra ruộng rồi, bự lắm. Rồi lúa này cao quá. Lúa rồi. Chuột hết biết bự luôn trời. Nó phóng đường này. Kịp mà lẹ quá lẹ. Tốc độ hầm xả, muối xả chiên mà. Ra tuốt ngoài Lý Tịnh rồi, ra tới ngoài kia rồi. Rồi, giờ ông thầy em đứng ngoài nữa kìa. Đụng cái chỗ chạy đâu là có ổng đó. Mà chạy sao nha, cỡ hơn tiếng ổng mới lại có mặt. Hay thì chứ. Phóng gần ngày trăng ăn luôn mà. Con chuột bự nãy đó ông Ninh. Chuột nãy con chuột đó trúng đạn rồi sao chạy dữ vậy trời. Ở ngoài em nãy. Tao giống gọi chuột cái gì Lý Tịnh. Rồi Lý Tịnh ngoài gỗ, ủa lên lên nấp ngoài gỗ đây. Nằm ở dưới lúa. Trời thấy rồi, chỉ rồi. À. Nè, nó chụp tép ăn nè. Ra đây thì ăn đua đó. Thằng ăn nó chụp chuột chết rồi, chuột chín rồi coi chứ. Chuột gói lá cách đồ nó chụp hay lắm. Đó, chúng ấy nó cười khà khà kìa. Được chiên rồi đó. Liệt đạn đi, hua con chua luôn, hua con chua. Ông chạy ra ruộng luôn á, núp ngoài ruộng. Đâu vậy? Ôi trời, sao ra ngách không nổi ôi. Cái ngách kìa, hết biết cái ngách. Má, cái gì đâu trời, cái ngà gì đâu. Cái ngách hết biết cái ngách luôn. Chặn cái đầu đẳng lại đi, đừng lại đó chi. Nhìn tiếp nè anh em ơi. Bây
lỗi mà chạy ra đường này rồi. Đâu rồi, ông đây đâu rồi? Chạy về vị trí coi. Con đây chụp tiếp nè, này không ai chụp hết trơn. Chạy ăn anh chạy. Leo cây rồi, ông đến đâu rồi? Leo cây rồi, đây nè. Leo cuốc xong rồi kìa. Từ từ. Chúng rồi đó gì đó. Ê, ông nín. Mấy con đừng có bắn nghe đi tịnh. Bên đây dốc căng thẳng chứ nè. Ê nè, ông đi đâu vậy? Lên cây rồi. Đó, cục đi núi đó. Bắn. Cái nó tàu nó chuối rồi bắn. Trên đầu á, đó ngay đó. Lên lên nhanh ba rồi. Nó kêu bắn này nó làm bụp. Không lẽ bỏ máy không quất nữa. Nằm trên cái nhánh mình bắt này nè, bắt cao này nè. Tao 37 phát đạn thì cuối cùng cũng lụm được em thôi. Đó, trời đúng là phim hành động luôn các bạn ơi. Dễ vậy nó chạy ồ chí tặng đầu lên. Lên cây thì chết, bốn thằng bắn thứ gì cho nổi. Đợi tới góc cuối rồi nở chín qua luôn. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em chắc lẽ là rút quân các bạn ơi. Chuyển mưa rồi. À, giờ mấy anh em vô. Buồn ở nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ hỏi chút xíu anh này làm gì ta? Cắt mẻ hả? Ừ. Rồi xem tiếp video các bạn ơi, anh em về cái. Này, bây giờ mấy anh em chính thức vô các bạn ơi. Mưa rồi rất hột rồi. Đây, mấy anh em vẫn còn đầy đủ nghe các bạn. Vậy là nó vậy là nó gọi ông lên nó vậy. Khổ đáng chưa? Xuống đi. Rồi ông Hoàng. Ông ăn được. Lặn được. Ông quay được cảnh này trời. Ướt cặp luôn rồi. Đó, ông nhìn vô tao chởm ông nên chắc bị thối con mắt luôn rồi. Ủa nãy sao đi không bị trời. Bự không? Nãy mấy con đi đó sao không bị quýnh trời. Nãy mình đi đường này mình đi ra. Cà xuống lúa em chết. Điểm mà ông người giá rồi các bạn ơi. Kìa đang đẳng như kìa. Được rồi. Ông đem đi nãy động rồi đó, ổ đâu răng gần cái ổ chuối đó đó. Xuống lúa muốn chết rồi. Mới bị ông được các bạn ơi. Trời ơi ông nó được. Tại đi hết động rồi. Đâu lại gần ổ đâu sợ. Sợ quýnh mày đi sao nữa. Đấy, đang đi đâu đó vậy? Thằng ăn nó sợ nó nghe nó quýnh mấy thằng đi sau. Một cái chướng ngại vật của mấy anh em. Ổng ông ơi giờ đi tắt lên được nè. ông nên nãy có bị quýnh không trời? Ông nên cái xác nó mất tiêu rồi. Ông nên mất tiêu luôn rồi. Rồi chào nhé. À em ướt điện thoại luôn. Ông Lý Tịnh nó ban lại ông còn em không nhảy một cái âm nữa luôn. Một chuyến đi nhớ đời các bạn ơi. Em cũng thấy nó tưởng đâu nó bị gượt không à. Không mà Lý Tịnh nó hên nó đủ đi gần tới rồi. Nãy đi là no như cái mít luôn rồi chứ nó túa đang đuôi. Ai lên lên coi chừng lấy cái mở cái lưới kéo dưới để cái dò chừng lên lên ở dưới á. Không hồi lấy đồ kéo dưới để cái dò là gặp lên nè, đang trốn dưới vậy á. Thằng quẩy ngang nó nghe em nói bị quýnh mấy thằng sau á, nó tẹt vô chân cái ruộng nó đi tắt. Sợ hồi xem nó thập tử nhất sinh rồi các bạn ơi. Xém nữa cái mặt bự bằng màn hình luôn rồi. Ôi trời, ủa nãy mình đi đường đó mà ta. Nhưng mà chưa tới. Nãy mày đi chưa tới, mày đi ngang ngay chân cái đường mò. Vậy hả? Chưa tới. Con này mày đi chặt mấy lúa luôn. Chặt mấy lúa là bệnh rồi. Rồi xém nữa rồi các bạn ơi, xém nữa má nhìn hết gai em rồi. Lên lên coi chừng đâm đầu vô nhà chạy thẳng đường kia luôn. Lên lên biết còn sống không nữa các bạn ơi. Để coi sao. Đây điện bên xã qua tìm kiếm Lenin ơi.
biết lắm mà miệng ông gợt chạy ra lỗ luôn rồi coi. Có mẹ cái tàu không biết. Chắc bị quýnh rồi, bị ông quýnh rồi. Tình bị quýnh ba bốn mũi luôn, rách cáo luôn kìa. À. Biết lắm mà ông, ông bị đánh bởi vậy nó động quá trời đâu. Rồi cái đầu bằng trái banh luôn các bạn. Người ta mấy mũi? Ba bốn mũi gì á? Ba bốn mũi thôi, ông đừng có ăn chuột nha. À thanh gì biết luôn. Ê, đánh vô đích mũi. Lý Tịnh gần tới nó tối đang thui hết trơn. Này mấy mũi luôn hả? Ba bốn mũi trên đây nè. Lấy cái xà beng lại rồi, khui khui ra coi. Nhất lông ốc luôn á. Vậy đó. Nó hành à. Thôi đừng ăn chuột nha. Ăn chuột vô nó lại. Lấy đáy đầu gội đầu. Lấy đáy rồi đâu. Nãy đuổi luôn. Một hồi cái đít ông á, hồi cái đít ông nó bằng cái cổ này. Có thấy đâu ông đi trước ngập cà tha rồi. Ơi, ông bằng em ông nhảy một cái ầm xuống ruộng. Ông nằm ông lặn chứ. Đó trời, hồi nãy em ơi, hồi nãy em vừa tắt máy luôn. Em không tắt máy quay cảnh nó mới mắc cười. Lý Tịnh nó quay lại té cái ầm. Ông em nhảy xuống ruộng cái ầm dưới mất tiêu. Ơi, ông lặn tới mình đi ai rồi kiếm ông không thấy luôn. Chơi vô đít một phát nữa. Ơi, ông ngoài ông lặn hơi cái hơi dài được chứ. Lặn tới biết mà lâu luôn kiếm ông không thấy, ông mới ngắm đầu lên. Cứ cần mấy mũi lũi lũi qua thấy e đù má tóc chạy đù má té đường không biết đường đi ta đi ta dẫn đường cho đi nó kêu đi thẳng kìa. hai thằng đi gặn nhau luôn nó cũng không biết luôn kìa. Nhờ cái bà kia kêu á nó hỏi ông ơi là tới số rồi nó kêu đi thẳng đi nó vừa chút xíu cỡ mét nó vô là nó noi như cái mít ở đây chắc chết theo luôn rồi. Sợ nếu mà quýnh cho nó chạy không được đâu, nước không sao mà chạy. Chạy gì đủ nó chắc ta chắc banh sát luôn, banh máy luôn. Tôi không à, đủ má nó đeo ở đây. Được gì, một đống đang thui chăn cây chuối. Dạch lên đi, lại dạch. Em đứng kế Lý Tịnh, đi kế Lý Tịnh luôn nè. Chạy mua thuốc ơi. Ba mũi ở đây nè. Cái đít nữa kìa. Ba mũi gì á. Rồi vậy mai mốt đâu cần tiêm Covid nữa đâu. Ba mũi, hai mũi gì đó. Ba mũi một à. Wow. Không, ổng bị mũi bốn ổng cũng quên mớ. Mũi một. Vô cặp tay cho lấy mũi này. Chính. Ê, chị. Ông này là ông Thông mượn cái ấy màu đỏ á, của ông Thông á, bận cho lo hết. Té cắm đầu té đưa đít lên đít luôn. Hồi nãy bà cho đó mà lặn xuống dưới ruộng mà chu đít lên nó quấn một cái ha, vô mà cái đít luôn. Không, tối nay nằm sắp rồi nha. Không nằm ngửa. Vô gặm bày cho cháu hạ đường con. Hay quá. Cái gì sao anh cầm cây xào beng anh té nghe cổn ở trên nghe gì đâu đang nói chuyện ở đây đang giới thiệu đường vô tùm lum bị nãy nước không mà chạy đâu có được chạy đâu tôi lủi đùa ông đi qua bữa chuối rồi là ông mới bị quýnh ở đây chưa hay nữa đó. Trời ơi, anh bị quýnh rồi anh bị quýnh là lủi đâu có vừa gì đâu mà cuối cùng là em biết nãy em cũng nghĩ là biết không nghĩ là tính lấy cái lưới kéo ở dưới đìa cá dồ rồi trời đang trốn ở dưới đìa cá dồ nhiều có lực bệnh nào lặn được chứ còn nước ở đất nào lặn chu đít lên đi quấn đồ ở trên khô luôn anh chạy lên trên đường lộ đan trường học luôn hả mày thấy tao lặn tao chùi không lặn chùi đâu lặn nặng đâu lại đâu ngược hai cái kéo nó ngược tôi đi nó chạy vô trong này cuối cùng ra tới ngoài còn con sao đít đu vậy không cái trường học mà cái đó rồi sao chạy cái đó mình bóp ông bóp cho nó chết luôn á trường học nãy đóng cửa rồi sao nó quýnh tới chỗ luôn toilet tôi đảo vòng vậy thấy không vòng vòng ở chỗ đó không à toilet với cầu cá cha rồi vòng vòng nó em biết cái nào cũng lưỡi ra ngoài trường học này à nó biết lâu rồi anh ra ngoài lâu rồi tại chứ ổng lưỡi ngang bụi chuối đó đèn kịnh cho nó làm gì mà không bị quýnh bà đó mà bà ông nói là Lý Tịnh bị quýnh nữa nè chưa hay nữa ông nên bị quýnh ra đây chưa hay vậy chứ tính đâu là cái ổ nó chịch vô trong ờ rồi đâu sát bên nó luôn đâu có đụng anh lỗi là Lý Tịnh đụng ở đây không Lý Tịnh cũng bớt mấy bớt à rồi bà kia mới nói là ổ mong được vẽ đó mày tới quần em mà không biết được có tăng mới tới đây quay qua lưng tăng thấy đụng cái gì mà nó chạy dưới mà hai ba ông đó đụng thôi khóc ủa à, vậy là ông quần em sau lưng em mà ừ. Ê ổng sau lưng mình mà ổng phóng ra thuốc ở trước luôn á ổng phóng thuốc trước á lại đây chạy ngược lại là ổng mất tiêu rồi đó nói ủa mà em nó mất tiêu rồi ổng ngóc đầu ổng nhoi lên trước cho bà không nói là kiểu lại bị quýnh rồi mới hay là nãy mềm rồi tại vì anh nên bị quýnh ở đây đâu có ai đâu đường ăn đi trước
Lý Tịnh nó hỏi đó, rồi Lý Tịnh nó thấy ông bay ra đen cho nó rồi nó mới chạy đó. Hỏi Lý Tịnh đi về đường cũ hay về đường trước? Chứ không phải nói chứ cái ổ đó mà nãy nó gượt Lý Tịnh rồi là cũng khỏi có chạy đâu. Chạy đâu? Chưa có gượt đó. Anh vô chặn rồi, dẹt nó chuối chui vô rồi nghe cái khoe cái đồ nó rủ lên. Nghe cái bốc kìa. Nghe cái bốc. Cái gì mà nín hình chờ. Nín dơ vậy sao nín. cũng ác lắm rồi. Xém nữa. Chứ phải mà không thường đâu. Xém nữa cái đè cái vồ đang kịnh ở dưới luôn rồi, quậy sình. Thôi bây giờ vậy đây, đề nghị vậy đây, chút xíu lại đằng đỉnh đi chích cho mũi. Tại vì nhà cũng có nuôi heo đó. Xíu lấy đồ thuốc chích luôn. Nói kim số 9 12 á, chích kim chích châu á. Chích heo nái á, chích còn hơn là chích cái bác sĩ mà chích đứt đỉnh luôn để. Quýu. Không có đỡ, để vô đầu gì bao vết đụn. Lòng ốc luôn á, nhức đầu lắm á. Nè, để vết. Biết sao không? Biết mấy vết mà sao? Đó rồi, quýnh này trước. Cấm đầu không? Cấm đầu trước à. Cấm đầu. Để cái bóc cái đồ má thổi liền cái gột bò rồi mới đưa đít lên nó chơi như mũi. À, nãy té theo Lý Tịnh cái ướt cái cặp ở dưới luôn. Cũng ráng rồi mới cặp chứ đâu có buông được. Hồi nãy em mà bị mau quýnh chắc cũng cho nó quýnh luôn nhá, để ướt cái này cái mấy chục. Bệnh luôn. Ở ngoài em không ngã qua bên kia một cái ầm bên kia mất tiêu luôn, không thấy người luôn. Lý Tịnh đây bơi lượn ngoài em bay luôn rồi đó. Đây sau một chuyến đi săn thì mấy anh em cũng được mớ chuột chim các bạn ơi. Đó. Với ba vít nữa các bạn. Hai vít à? Hai vít à? Vít đầu. Chích đầu chích đít. Đầu chích đít thôi chứ đâu vít chứ giữa. Không mà chích kiểu này mốt giảm ăn mồi lắm. Ừ. Này một cái chuyến đi săn rất là thú vị của mấy anh em. Nói chung là đại diện cho mấy anh em thì anh nên được bác sĩ ưu tiên. Đại diện cho Nguyên Văn thì được hai mũi quá đã. Chúc mừng. Tại không gài không có đủ liều, ổng quên uống thuốc. Hỏi cảm nghĩ đây sao rồi? Nghĩ vậy bây giờ làm sao mà biết? Không để được, để là hỏi hỏi đi. Chừa cái đít. Cái đít thì nó giống như là phim ngừa mũi đó. Nhắm bịch sữa cái đường. Cái đít chà bá luôn rồi, cái này như đít bơm luôn rồi. Mấy ông này nó không biết coi phim chứ nó coi YouTube nó chích bằng cái mỏ không đeo cái mỏ chứ. Gái gì nè. Vị đã, vị đã. Đây. Đây, lòng ốc rồi. Lòng ốc rồi. Mồi tới các bạn ơi. Mồi tới. Quá đã. Lá cách. Má. Lá cách. Thầy chơi á, để chơi. Phải không, đưa lá cách cho nó nhai luôn. Đây, bữa cơm chiều của mấy anh em các bạn ơi. Hai xin chào, cả nhà nha. Sau một cái chuyến đi săn thì mấy anh em cũng được cái phần chuột nhỏ nhỏ thôi các bạn ơi, được dễ. Đó, giờ mấy anh em sẽ lai gai, hy vọng ở nhà mình xem nước vui vẻ nha. Bía. Bía tới rồi. Thầy thông minh lắm, chích cái kia là ngay đầu là đã thông kinh mạch rồi đó. Ê, hồi nãy bị ông rồi giả quýnh xưng cái đầu rồi. Cái đó, trường hợp á, lộ vô đó nó tối ra một cái nữa, hết biết rồi. Cho nãy tính quay lại là cái gì trường hợp. Dạ phải, quay vô đồ đó rồi quýnh chết luôn rồi. À, quýnh xưng cái đít nữa kìa. Bà đâu có ra bà chỉ chứ không chỉ là no xương hết trơn rồi. Phải nói chỗ đó có ông đó thì nói rồi thì đi lần này đi qua rồi tới tao. Đi lệnh liền à. Bà hổng ra ông ở bên dự quán đó, bị quýnh, ông giải quýnh ăn chuột xong bây giờ rồi 100 ngày đó. Đi ăn chuột nha. Nè. Người nắm người nắm con. Ê, nãy con cua chiên nó ngon rồi. Em nãy cũng bắn được con nha. Bắn được chuột đầu tiên. Thằng ăn nãy bắn được chuột bằng ngón tay cái. Cái cá ăn rồi. À,
hết chân trùng nó còn ăn chung nó bắt được con kia. Này phải có ống mùi vàng lột luôn mẹ luôn được mẹ. Nãy đi khô khô bây giờ mưa buồn quá các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em làm một sọt rồi tối mấy anh em còn làm một cái ơi con rắn kìa. Chiến ba con. Bốn con hay vậy? Giờ ông đem ra giấy nè, màn nữa. Giờ nhớ rồi. Nó bỏ vô cái lọ nướng mồi. Gà. Gà. Gà nướng. Mỗi cái dĩ kìa. Quay trời. Nãy đâu uống hai ca thôi. Đâu có ba ca đủ rồi. Ba. Nên đâu uống đâu. Thôi, ông bị ông chích uống vô lỡ có gì công. 1 2 3. Mời cả nhà nha, bữa nay mồi hơi mỏng các bạn ơi. Quá hôm nay vô chén rồi vô. Mồi hơi mỏng nhưng mà vui các bạn ơi. Ủa ăn lượm chim luôn rồi. Các bạn ăn chim nha, chim rồi. Chim gói lá cách. Cái lá cách là nó gì cái bị ông chích xài làm mấy không có lấy cái đồ đó xích xích vô đó nó mới mau. Không chí nhớ vẫn còn chét vô đó đó, tưởng đâu quýnh đợt này quên luôn chứ ơi. Cuối nãy lấy theo đó hả, nguyên treo luôn kìa. Còn nhiêu đó để hỏi mình chọc rồi còn gì nữa, thứ gì chịu nổi. Chụp chín cái cà cà gì chén đi. Hết rồi. Anh Linh Hoàng. Còn lấy bự cơ mà. Rồi đó hả? Lẻ vậy. Mời bạn nha. Trời ơi, gói cái kiểu này ăn nó cười chết. Ngón tay. Cái kiểu này ăn nó cười chết luôn. Cò nữa con mà gói người xếp rồi bún rồi gạo. Đẩy một cái mà ngậm không. Bữa đó gặp mấy con cò già. Cái con cò già nó wow quá, chịu nổi. Rồi đó nha nha. Ngon. Dạ chút xíu em cũng mời cả nhà sao. Đã làm chưa? Không không. Ngon rồi. Thôi rồi. Ừ. Thôi rồi. Rồi. Làm đi. Bữa nay mồi hơi mỏng á. Mà nó ớt nhiều. Ừ. Chứ là ruộng này chừng 3 người làm 2 con thôi, nhậu cũng bành sát. Ôi, cảm ơn anh Hoàng. Rắn nhớ dục tôi luôn, chuyên được ngon quá trời á. Cô bà, nó hết rồi hổm. Cô bắn đi mỗi lượt 5 số con. Ờ, có hổm nè. Tối rồi. Nguyên mẹ đi vẽ gì nữa. Mặn hay gì? Lại đi. Chủ yếu có hơi chuột. Ăn đi ăn. Ăn đi. Ăn đi. Ăn nói đi, nữa vậy chứ ăn đi chứ. Ăn đi. Em dứt cơm rồi. Em biết hôm nay mồi yếu. Hồi nãy tính điện đỉnh lấy thêm vài gói mì. Để nhóc. Dạ. Yeah. Mày ăn canh vô ăn cũng được. Đấy. Tan kẹt mà. Em thấy chưa? Hôm qua ăn hủ. Hôm qua bị của. Ở quay dư rồi muốn gần nửa chảo vậy đó. Dùng không? Thôi đó cũng dùng cái đồ thang nào ấy hết biết rồi. Không rồi chó, dùng cũng dùng không luôn trời. Ai đến nào đem lòng đẳng quá trời luôn. Đi đường cũ á. Đường cũ á, đâu có đi lại tới kia. Đừng
đi cái đường mà bên đây đi qua nè. Đường đi đường trường học ra. Cái đường mình đi rồi hồi mới đầu tiên đi. Đường đi đầu tiên á, đi tới để tới chỗ công nhân này đâu có bị dính. Không, tao đi gắt quắt đường đó hoài luôn đó mà tao có thấy đâu có bị đâu. Thôi tại ông nên ông đi ông bơi sao á mới động á. Không ngại tao đi đường đó hoài vậy. Không động. Dạ cái đào nó chuối ra đi ngay chỗ tôi rủi đụng nó đợi. Chưa nên ra cái dừa nó kìa. Đổ bộ. Tỏ cái tô nè. Ừ. Thì bà nói đó bằng cái đầu vậy đó. Trái dừa. Thôi cái đầu nên bằng trái dừa. Mà không nhờ bà ra nói là Lý Tịnh bị dính nữa rồi. Ông nên quýnh ở đây chưa hay nữa mà ông đi hút bộ chuối rồi. Dừa tới luôn à. Tịnh vừa tới đó là bà nói chuyện đó. Đẩy rồi à. Đẩy rồi, lũi. Rồi ơi, nãy à. Giấu luôn, dạ. Cái gì ông chạy bỏ chạy không kịp nữa. Ông Hoàng em ông phóng ra ngoài ruộng một cái binh nằm lặn ở dưới luôn mà. Chắc anh. Ăn lòng ông quánh đi, nhảy qua bà mẫu nằm khóc bên á. Nhật lắm. Quánh lòng ốc luôn á. Hồi lúc mà đâu 14 15 tuổi vậy đó, đi giữa châu á. Đâu nó chạy ngang ổ ông á, rồi cái ông đánh nó chạy quá trời tin mình tính đâu nó chạy mà mình vượt theo. Ngay chăn ổ ông luôn. Nó quýnh heo mà cái đường nước chính xác nè. Lú đít lên quýnh lú đít lên quýnh quánh lú quánh nè. Về sốt đâu 3 ngày đó. Nguyên đi. Tại Nguyên nó đi. Trời ơi. Có mọi chơi mà ít nè. Trời ơi. Đi. Nó giỡn á. Đi. Nói rồi nói chơi bạn đi. Chứ ở đây ta no rồi tôi có mọi khác nữa hả? Ờ thấy vậy đó họ không kiếm mọi khác. Một chảo nó không ngủ mình. À vậy xe tải rước mà không đi. Rất chịu qua. Rủ cái gì mà rủ? Hôm qua người ta đánh kêu người ta rủ. Hôm qua người ta kêu là vàng á. Nó nói không rủ gà nụ nhắn tin ở trên nhóm nhắn tin. Vé xe tải rước mà không đi. Ở nhà ít xài nổi lắm. Trời, tao nhắn tin sáng nè, tao thông báo trên nhóm trơn. Sáng là tao thông báo trơn rồi, tao điện nhoi hết trơn. Rồi, ông nên ông đâu có rảnh đâu. Rồi, nhà Lý Tịnh cũng không có tranh nữa. Cũng nở lên 2 trái mà. Tội đâu, chắc mẹ đi, đó nặng. Bỏ ấy vô ăn được rồi. Rồi, lấy nước cho đó tràn tràn lên. Rớt á. Nãy con đâu Lý Tịnh. Nãy vậy chứ mầm chết cũng đùi cũng liền tay đúng ra nãy nó quýnh ngay cho cái tay mới đúng á. Quýnh ngay tay với cái mỏ hai vết rồi chưa. Không mà nãy nó xô hên chứ kiểu mà kiểu nó túa ra nó quýnh nọt ha rồi nằm xuống đó đường nào mà chạy. Chục lúa không mà chạy đâu. Chạy gì? Đây đó chạy sao nổi? Chỉ có đường mà quay qua một cái đùng là té ngang thôi chứ chạy không được. Nó chỉ quýnh thằng từ mười mấy vết là bình thường. Sáng bên luôn đâu có đường chạy. Nó lo với tôi rồi, nó chưa thấy ông á, ông chạy nó quýnh tôi đi, đụng mấy đen tôi mà. Nó chừng ra ngoài rồi dòm nó thấy đen con. Trời. Ra tới ngoài còn đeo trên cái nón nè, ra ngoài đụng nó còn đeo lên cái đít nè. Mày biết sao tao phóng không? Tao thấy nó đeo theo hai đông hai ba con này nè, mà dòm lại đằng kia thì nó túa, từ lưa cho nó. Nay vui là chính nha các bạn ơi. À mấy đậu qua bò chơi chơi qua chơi lại ngồi chưa chốc á. Ê, mua giá 2.000 đi. Cái đồ không mà hai bay không có chịu đồ đâu được. Đồ nó có liền vậy đó. Ăn đi rồi ăn dài lại. Chia ra luôn vậy hả? Ừ. Em về nó dễ mẹ rồi. Có rồi ăn đi, không có rồi thôi. Mưa các bạn ơi, quá trời đó mưa. Quá các bạn ơi. Quá các bạn ơi.
Đó, kẹo luôn các bạn ơi. Một, hai, ba, vô. Đây, hôm nay mưa quá các bạn ơi. Sau một chuyến đi săn rồi quá trời mưa. Mấy anh em cũng được một cái bữa tiệc nho nhỏ. Đó, hy vọng cả nhà mình xem vui là chính nha. Bây giờ xin hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Cánh Nam TV trong những clip mới bằng cách đăng ký kênh và nhận thông báo để trên những clip mới của kênh nha các bạn. Bây giờ bye bye cả nhà nha. Mưa quá mưa rồi.